Lời kêu gọi cứu trợ nạn nhân bão lụt của bút nhóm Lửa Việt. Thưa quý vị, cơn bão số 9 Kesana quét qua Philippines, tàn phá nặng nề đất nước này rồi đổ bộ vào Việt Nam từ ngày 29 tháng 9 vừa qua, gây thiệt hại tại các tỉnh miền Trung. Trên 100 người được ghi nhận là đã thiệt mạng trong mưa xoáy, gió lốc và nước lũ. Hàng trăm căn nhà đổ sụp bị nước cuốn đi. Trước hoàn cảnh tang thương, mất mát của dân nghèo miền Trung, bút nhóm Lửa Việt kêu gọi đồng hương góp một bàn tay cứu trợ, đưa tình thương và phẩm vật về cho những người không may ở bên nhà. Miếng khi đói, bằng gói khi no, nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Chương trình quyên góp bắt đầu từ thứ Hai, ngày 5 tháng 10, 2009. Mọi liên lạc xin gửi về bút nhóm Lửa Việt. Lửa Việt Youth Association, địa chỉ PO Box 349, Marlboro, New Jersey 07746. Điện thoại liên lạc xin gọi Linh Mục Nguyễn Hoài Chương 732-991-6722, 732-991-6722. Toàn thể thành viên trẻ trong bút nhóm Lửa Việt chân thành cảm ơn lòng hảo tâm của người Việt ở hải ngoại giúp nạn nhân bão lụt Kesana ở trong nước. Chân thành cảm ơn quý vị.